Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Đêm nay và ngày mai, toàn tỉnh Lai Châu được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 35 độ, vùng núi cao từ 17 đến 26 độ và độ ẩm là từ 60 đến 98%. Dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Tại thành phố Lai Châu, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 30 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Tại huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Còn tại khu vực huyện Sìn Hồ, nhiệt độ được dự báo dao động từ 17 đến 26 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Còn tại huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ dao động từ 21 đến 35 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Ở huyện Tam Đường, nhiệt độ được dự báo từ 21 đến 33 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Còn tại huyện Tân Uyên, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây được dự báo từ 21 đến 35 độ và độ ẩm từ 65 đến 95%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nắng nóng sẽ làm gia tăng tình trạng trẻ tắm ao, sông suối và nguy cơ đuối nước rất cao. Xin lưu ý các bậc phụ huynh chỉ cho trẻ tắm ở những nơi được cho phép và phải có sự giám sát của người lớn, tuyệt đối không tắm sông suối, nhảy cầu. Cha mẹ cũng cần cảnh báo cho trẻ những khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tránh những tình huống thương tâm, đau lòng xảy ra do đuối nước. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.